Hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng. Hiện tại Bảo đang có mặt tại xã Phước Hưng của huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Bảo sẽ đến một khu di tích lịch sử nổi tiếng, khu di tích lịch sử vụ thảm sát Nha Lâm, Am Sát Liếm. Bảo sẽ quay lại cho cả nhà xem nha. Mời cả nhà cùng đến khu di tích tham quan với Bảo nha. Thời tiết hôm nay tại xã Phước Hưng thì thời tiết hôm nay thì trời mát nha cả nhà, nhưng mà mây mù nha, trời không nắng nha cả nhà. Bảo sẽ đi đến khu di tích lịch sử vụ thảm sát Nha Lâm, Am Sát Liếm. Bảo sẽ quay lại cho cả nhà xem nha. Lịch sử Nha Lâm Am Sát Liếm nha cả nhà. Bảo sẽ vào bên trong, Bảo sẽ quay lại cho cả nhà xem nha. Đầu được vào khu lịch sử thì cũng có bà con cũng đang phơi lúa nha cả nhà. Chào chú. Dạ con vô con quay khu di tích lịch sử á. Dạ. Con vô con quay khu di tích lịch sử của dân tộc mà. Chú đi. Dạ, cho con vô quay nha chú. Cốc nó mở. Dạ, chú ở đó luôn. Chú là chính là chú ông nội ngoại chú là chuẩn bị quỷ thảm sát đó. Đúng rồi. Hồi gia đình chú là bao nhiêu người bị? 11 người gia đình của chú á. Còn sót chú với thằng em 2 người. Chú là cũng là nhân chứng lịch sử chứ. Hồi lúc chú nhiêu tuổi? 18 tuổi. Bây giờ là chú là 49 năm về trước không à. Hồi đó lúc rồi chú cũng thấy cũng sốt sao phải. Ôi dồi,
mà cũng bây giờ cũng cuộc đời mà cứ ráng cố gắng vượt qua chú không? Dạ. Hồi đó là cái đó là cái địa chỉ là hậu của nhà, ngôi nhà của chú luôn. Dạ. Chú hiện tại là chú gia đình chú mấy con rồi? Được 6 đứa con. Dạ. 2 trai 4 gái. Dạ. Rồi cảm ơn chú nha. À. Vào trong con quay lại cho bà con xem, cho bà con không có biết. Bà con cũng đang phơi lúa nha cả nhà. Được vào khu di tích lịch sử thì bà con cũng đang phơi lúa vào đường nha. Cách đây 49 năm về trước thì 134 đồng bào của thôn Nho Lâm được đã bị sát hại nha cả nhà. Trong vụ thảm sát Nho Lâm vào rạng sáng ngày 23 tháng 3 năm 1966 nha cả nhà, tại ám sát Liến nha. Một vụ thảm sát rất là đau thương nha cả nhà. Hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng. Hiện tại Bảo đang có mặt tại thôn Nho Lâm, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Bảo sẽ vào bên trong khu di tích lịch sử Nho Lâm, ám sát Liến. Bảo sẽ quay lại bên trong khu di tích lịch sử có những gì nha. Bảo sẽ quay lại cho cả nhà xem. Mời cả nhà cùng vào bên trong tham quan với Bảo nha. Để thực hiện kế hoạch Bình Định và lấn chiếm các vùng nông thôn của Việt Nam nha cả nhà. Trong cuộc chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ nha. Rạng sáng ngày 23 tháng 3 năm 1966, những loạt đạn pháo đầu tiên của địch bắt đầu nã vào thôn xóm của làng vừa như thế này. Và bọn lính Triều Tiên được các loại máy bay hỗ trợ nha, đổ bộ xuống thôn Nho Lâm của xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước nha cả nhà. Chúng bắt đầu đi vào. Chào cô, còn luôn mình nè cô. Sao phụ bông nặng mà cô phân mình. Cô gần đây ấy. Dạ, quay lại cái khu di tích lịch sử mà. Dạ, cảm ơn cô nha. Từ đường bê tông vào thì vào khu di tích lịch sử thì khoảng 10 mét nha cả nhà. Khu di tích lịch sử Nho Lâm ám sát Liến thì bà con thì cũng phơi lúa nha. Đường vào phơi lúa thì cũng rất nhiều mà cũng phơi lúa nha cả nhà. Bảo vào bên trong, Bảo thấy có một cái bia di tích lịch sử như thế này. Bảo sẽ đến gần, Bảo sẽ di tích lịch sử nơi diễn ra vụ thảm sát Nho Lâm năm 1966. Ngày 23 tháng 3 năm 1966, lính Nam Triều Tiên đã tiến hành càn quét, bắn phá, gây ra vụ thảm sát, làm cho 169 người dân vô tội của các xã Phước Hưng, Phước Vang, Phước Hòa, huyện Tuy Phước và xã Nhân Hạnh, thị xã An Nhơn. Đây là nơi ghi dấu ấn tội ác đẫm máu do Mỹ, Ngụy và quân chư hầu gây ra với đồng bào ta trong chiến tranh ở Việt Nam. Và di tích được xếp hạng cấp quốc gia ngày 15 tháng 11 năm 1991 nha cả nhà. Sát bên bia ghi di tích lịch sử thì Bộ thấy có một nhà bia tưởng niệm ghi tên các người dân vô tội trong vụ thảm sát nha cả nhà. Bộ sẽ đến gần, Bộ sẽ quay lại cho cả nhà xem nha. Và nhà nước mình cũng đã đầu tư xây dựng một cái khu tưởng niệm rất là
đẹp nha cả nhà. Đây là bản danh sách những nạn nhân bị sát hại trong vụ thảm sát Nha Lâm nha cả nhà, xã Phước Hưng vào ngày 23 tháng 3 năm 1966 nha. Rất đau thương nha cả nhà. Càng dần mạnh cho cả nhà. Và vào ngày 15 tháng 11 năm 1991, Bộ Văn hóa Thông tin đã xếp hạng di tích lịch sử vụ thảm sát Nha Lâm, xã Phước Hưng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia nha cả nhà. Rất là một thời gian đeo buồn của đất nước nha. Và bà con của xã Phước Hưng đã nén nỗi đau và vượt qua. Trong khuôn viên của khu di tích lịch sử thì bố thấy bà con cũng có trồng một đám ớt nha cả nhà. Và bố ra phía sau, bố sẽ quay lại những ngôi mộ của bà con vô tội trong vụ thảm sát Nha Lâm nha, năm 1966 nha cả nhà. Đây là những phần mộ của bà con xã Phước Hưng đã bị sát hại trong vụ thảm sát Nha Lâm nha. Đeo thương nha cả nhà. Bà bảo cũng thấy có một cái ngôi mộ lớn nha. Đây là những chứng tích của tội ác của đế quốc Mỹ nha cả nhà, để gửi ra cho bà con của xã Phước Hưng của huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, Việt Nam nha cả nhà. Rất là đeo buồn nha. Xã Phước Hưng thì một xã của miền quê yên bình của miền Trung Việt Nam nha cả nhà. Đây là một ngôi mộ lớn nha. Trong khuôn viên của khu di tích lịch sử thì bữa thấy cũng có bà con cũng trồng ổi nha. Ổi ớt. Ớt thì rất tốt nha cả nhà. Đây là bữa thấy có một cái biển di tích lịch sử còn cũ nha. Bữa sẽ đến cho bữa sẽ quay lại thêm nha cả nhà. Nha Lâm, di tích lịch sử nơi diễn ra vụ thảm sát do bọn lính Nam Triều Tiên gây ra vào ngày 23 tháng 3 năm 1966, được nhà nước xếp hạng vào ngày 15 tháng 1 năm 1991. Phở lúa trước khu di tích lịch sử nha, Nha Lâm An Xác Lý nha cả nhà.
cô hỏi chút, cô tên gì, cô tên gì? Cô là nhân chứng lịch sử nha cả nhà. Ngày xưa là trong vụ thảm sát thì gia đình cô thì có mấy người hy sinh cô? Bốn em. Đó là không, gia đình cô thì có bốn người trong vụ thảm sát nha cả nhà, rất đều thương nha. Bốn người là ông nậu, ông quậy cô? Nậu, quậy, cha. Ông nậu, ông quậy, cha nha. Cô. Bà cô của bà cô đó nha cả nhà. Dạ. Chỉ là hồi lúc đó bà con cứ vô hầm nằm là vô nó thả bom thả mình nè. Kêu là nó bắn trong hai sao. Kêu bắn vậy luôn nè, bắn từng người vậy nè. Nó làm một cái là chết hết thì trong hồ chị. Đồ quán lớp này thì ở vô hầm á. Dạ. Cái kiểu mà hầm mà cứ ngạch á. Dạ. Kêu ớt ra ngang. Dạ. Em mới hầm nó có người còn một hai người sống. Ý là nó đi lên nó không thấy. Nó không thấy không? Được. Trời ơi. Không. Rất là người dân vô tội thì rất là tội nha cả nhà. Trong vụ thảm sát của Nho Lâm Ảnh Sát Liến thì bà con rất là đeo thương nha. Nhưng mà thời qua thời chiến tranh thì bà con cũng hồi nhập lại cuộc sống nha cả nhà. Đó quá vui vẻ nha. Đó là những vụ rất là đeo buồn cho bà con xã Phước Hưng nha cả nhà. Cô lại không ở bên này, cô lại chạy vô trời trong đá. Dạ, thốt. Cứ mấy người già đồ á, hồi đó nèm đủ rồi kia nó chạy vô là vừa kia là nhiều nhất. Chạy vô. Rồi cái nhà của ông đó là ông mười mấy người là nhà ông đi hết á. Mà ông còn sót đó. Mấy ông còn sót. Còn cái ông bấy kia là ông nèm chứ nó kẹt cái chỗ ấy em á, chứ nó bị thương. Cái chân nó dẹo. Chừng sau cái nữa đi tìm á. Để rồi ông kêu ông kéo ông lên. Ở năm nay nhiêu tuổi rồi? Số 16. Bà 66 hả? Nhớ tao chạy là mình định là tao mới có 14, 15 tuổi à. Dạ. Rồi cảm ơn bác nhiều nha. Có ba ông chú đang ngồi chờ cuốn rôm nha cả nhà. Chú con quay về con đăng lên kênh YouTube là bữa lang thang á. Bữa lang thang. Dạ. Rồi mốt con đăng lên rồi chú mở chú xem. Dạ. Không. Bữa lang thang là trên cái kênh. Dạ, bữa lang thang á. Dạ, thôi cảm ơn chú nha. Rồi, bye bye nha. Bye bye. Và lấy bộ chuyện kết thúc video tại đây nha cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và đạt được yêu thương bên gia đình và người thân yêu của mình nha. Bye bye cả nhà.